Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa các bác, các cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp kính mến. Xin được nhiệt liệt chào đón quý vị đã đến với nhà hát Phương Đông, đoàn cải lương Hải Phòng dự lễ kỷ niệm ngày sân khấu Việt Nam. Xin thay mặt cho tập thể cán bộ nghệ sĩ diễn viên của đoàn gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, rất vinh dự cho nghệ sĩ diễn viên của đoàn được mang lời ca tiếng hát cung đàn của mình thành kính dâng lên tổ nghiệp và thay cho lời cảm ơn chân thành gửi tới quý vị trong chương trình nghệ thuật ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng thưởng thức các bài ca Lời Du Âu Lạc, sáng tác Nguyễn Minh Sơn, Lời Hồ, nghệ sĩ Xuân Quý, phối âm nghệ sĩ ưu tú Xuân Trường, biên đạo múa nghệ sĩ ưu tú Trung Hiếu, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Minh Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Kim Tuyến cùng tốt múa phụ họa. Tâm tình người nghệ sĩ, sáng tác nghệ sĩ Xuân Quý, biểu diễn nghệ sĩ nhân dân Thanh Thuấn. Dạng cổ Hoài Lang, soạn giả Cao Văn Lầu, biểu diễn Kim Oanh, Thúy Ngà, Thủy Biên. Chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày sân khấu Việt Nam xin phép được bắt đầu. Thank you.
Oh.
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, các cô, các bác, các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp kính mến. Hòa chung không khí chào đón những ngày lễ lớn của đất nước, của thành phố trong tháng 9 năm 2019. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, vào ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm, các thế hệ nghệ sĩ sinh viên và nghệ nhân Hải Phòng lại cùng hội tụ về nhà hát Phương Đông để tổ chức lễ kỷ niệm ngày sân khấu Việt Nam, ngày mà các nghệ sĩ của chúng tôi vẫn thường quen gọi là ngày dỗ tổ ngày sân khấu. Và cũng vui mừng biết bao, bây giờ dịp và nghệ nhân Hải Phòng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm nghệ thành tập đoàn. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các cô, các bác, các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp đứng dậy dành một phút tưởng niệm các thế hệ nghệ sĩ của đoàn đã mất. Phút tưởng niệm bắt đầu. Kính mời quý vị an toàn. Kính thưa toàn thể quý vị, về sự kỷ niệm ngày sân khấu Việt Nam hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu, các vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Quý, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện ông Lại Đình Ngọc, phó bí thư thường trực đảng ủy, phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Xin được trân trọng chào đón. Một lần nữa xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của ông Hải Đình Ngọc, nguyên phó bí thư thường trực đảng ủy, phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng. Tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng chào đón sự hiện diện ông Nguyễn Phúc Thọ, nguyên trưởng đoàn Đoàn Nghệ Lương Hải Phòng. Trân trọng chào đón sự hiện diện nghệ sĩ ưu tú Ngọc Thơ, nguyên trưởng đoàn Đoàn Nghệ Lương Hải Phòng. Trân trọng chào đón sự hiện diện ông Phạm Duy Phục, đạo diễn, nguyên phó trưởng đoàn Đoàn Thể Lương Hải Phòng. Trân trọng chào đón sự hiện diện ông Phạm Quốc Giác, nguyên phó trưởng đoàn Đoàn Thể Lương Hải Phòng. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đào Trung, nhà hát Cải Lương Hà Nội. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng đón tiếp sự hiện diện các đồng chí trưởng phó các phòng chức năng của Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, các đoàn nghệ thuật của thành phố, các đồng chí cộng tác viên cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo, các nghệ sĩ, các cán bộ viên chức của đoàn qua các thời kỳ cũng về dự. Chúng ta dành một tràng vỗ tay đồng nhiệt và một tràng chúc mừng. Tiếp theo chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Gia Thủy, phó bí thư chi bộ, phó trưởng đoàn và Thể thao Hải Phòng về đọc diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ông Lê Văn Quý, ủy viên thành ủy, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý. Trong không khí cả nước thi đua lập nhiều thành tích chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp hướng tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Hòa chung trong không khí đó, hôm nay Đoàn Nghệ Lương Hải Phòng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày sân khấu Việt Nam ngày 12 tháng 8 âm lịch và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đoàn Nghệ Lương Hải Phòng. Cho phép tôi thay mặt lãnh đạo, các nghệ sĩ nhân dân, các nghệ sĩ ưu tú, các nghệ sĩ diễn viên, cán bộ công nhân viên Đoàn Nghệ Lương Hải Phòng nhiệt liệt chào mừng các đồng chí trong ban giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, trưởng phó các phòng chức năng, các đoàn nghệ thuật, các bác, các cô, các chú là lãnh đạo, diễn viên của đoàn qua các thời kỳ. Cùng toàn thể các nghệ sĩ diễn viên của đoàn có mặt đầy đủ trong lễ kỷ niệm hôm nay. Sự có mặt của các đồng chí, các quý vị đại biểu chính là sự quan tâm đặc biệt của những tình cảm chân thành sâu sắc, đồng thời cũng chính là nguồn động viên khích lệ to lớn đối với cán bộ, nghệ sĩ diễn viên đoàn Thể thao Hải Phòng. Thay mặt ban lãnh đạo đoàn xin gửi tới quý vị lời cảm ơn sâu sắc nhất, kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, ứng vào ngày này hàng năm 12 tháng 8 âm lịch, các đoàn nghệ thuật truyền thống nói chung và đặc biệt phải kể đến các đoàn cải lương từ trong Nam, ngoài Bắc lại long trọng tổ chức kỷ niệm ngày sân khấu kịch hát dân tộc. Và cũng tại sân khấu này nơi đây, nhiều năm qua các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên đoàn cải lương Hải Phòng luôn duy trì ngày kỷ niệm ngày sân khấu mà các nghệ sĩ chúng tôi cũng vốn quen gọi là ngày dỗ tổ. Một truyền thống thể hiện nét đẹp văn hóa mang sắc thái tâm linh của người làm nghề đối với người có công khai sáng cho ngày sân khấu. Cái ngày
đã nằm trong ký ức của người nghệ sĩ. 12 tháng 8 âm lịch được coi là ngày giỗ tổ, không chỉ là ngày hội ngộ mọi người về một nơi để thắp nén nhang tưởng nhớ người cô khai sáng ngành sân khấu, mà cũng là dịp để gặp lại nhau của các thế hệ nghệ sĩ diễn viên bậc tiền bối với các thế hệ nghệ sĩ diễn viên trẻ đến tận hôm nay, trang chứa tiền tầm biệt. Thế hệ trước để lại cho thế hệ sau kinh nghiệm sống và những tinh hoa nghệ thuật, lòng biết ơn của thế hệ sau đối với thế hệ trước với tinh thần tôn sư trọng đạo, là những nét đẹp của đạo lý làm người làm nghề, cũng là dịp để bày tỏ tấm lòng tri ân và cũng để lại nhìn lại chính mình những gì đã làm được và những gì còn chưa làm được, để rồi từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm góp phần cho việc giữ gìn cho sân khấu tồn tại và phát triển. Đó là sự thể hiện những từ cao đẹp của những người luyện suốt đời gắn bó với nghề và sự nghiệp. Năm 2011, những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu cả nước vui mừng phấn khởi đón nhận quyết định số 13 QĐ-TTG ngày 4/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định lấy ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm là ngày sân khấu Việt Nam. Đó là một phần thưởng có giá trị tinh thần lớn lao, ghi nhận và tôn vinh công lao cống hiến của những người làm sân khấu cả nước nói chung và nói riêng. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, Đoàn Kỷ lương Hải Phòng được thành lập ngày 15/9/1959. Trên cơ sở sáp nhập 4 đoàn, Đoàn Cải lương Kim Phượng, Đoàn Cải lương Phượng Hoàng, Đoàn Cải lương Kim Thành, Đoàn Cải lương Việt Hồng, lấy tên là Đoàn Cải lương Phương Đông. Đến năm 1970, được Ủy ban Hành chính thành phố Hải Phòng quyết định lấy tên là Đoàn Cải lương Hải Phòng. Là một đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Đoàn Cải lương Hải Phòng có chức năng nhiệm vụ xây dựng những chương trình nghệ thuật truyền thống cải lương và các đề tài hiện đại có nội dung tư tưởng tốt, có giá trị nghệ thuật cao, để phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước, phục vụ mọi tầng lớp khán giả trong ngoài thành phố và các tỉnh bạn. Là đơn vị có bề dày truyền thống, lãnh đạo nghệ sĩ diễn viên của đoàn luôn bám sát thực tế cuộc sống xã hội để tìm chọn những hướng đi đúng đắn nhất cho nghệ thuật sân khấu cải lương. Đoàn Cải lương Hải Phòng luôn xứng đáng là một trong những đoàn mạnh của sân khấu cải lương khu vực phía Bắc. Trong suốt 60 năm qua, với 6 thế hệ gồm 200 cán bộ nghệ sĩ diễn viên, đoàn luôn khắc phục mọi khó khăn, phát huy thuận lợi để xây dựng đoàn luôn vững mạnh về mọi mặt. Đoàn đã dàn dựng hàng trăm tiết mục gồm cải lương truyền thống, xã hội, hiện thực phê phán, cổ tích, dân gian. Trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ cũng như nghề hòa bình Nhật Bản, cho đến nay đoàn đã tích cực bằng lời ca tiếng hát, bằng các vở diễn, nghệ sĩ diễn viên của đoàn đã không ngại khó, ngại khổ, vì phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị do nhân dân đặt ra, và đặc biệt trong những năm có chiến tranh, đoàn đã phục vụ các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo ngay trên các vụ pháo, nhằm động viên tinh thần các chiến sĩ cũng như mọi người dân khán giả. Từ năm 1959 đến năm 2018, đoàn đã dàn dựng 136 vở diễn, biểu diễn trên 80.000 buổi, số lượt người xem trên 10 triệu người xem, phục vụ tất cả các địa bàn trên cả nước, từ thành thị đến nông thôn, từ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tham dự hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 12 lần, tham dự liên hoan sân khấu chuyên nghiệp các tỉnh phía Bắc 6 lần, được tặng 5 huy chương vàng và 4 huy chương bạc cho các vở diễn, được tặng 38 huy chương vàng và 24 huy chương bạc cho các cá nhân. Đoàn đã sản xuất các vở diễn kinh điển và hàng tuần khẳng định vị trí của đoàn với những tác phẩm như Kêu cứu, Tiền và Lý Đất, Hòn đất, Biển mờ, Đen đỏ, Mặt người. Năm 2015, đoàn tham dự cuộc thi sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc tại tỉnh Bạc Liêu với vở Đen đỏ, Mặt người, đạt 2 huy chương vàng và 3 huy chương bạc cho cá nhân. Năm 2018, tham dự liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc tại tỉnh Long An với vở diễn Thất lạc giữa gia đình, đạt 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc cho cá nhân. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, để đánh giá những thành tích đã đạt được của tập thể nghệ sĩ diễn viên đoàn cải lương Hải Phòng, đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý cho tập thể và các cá nhân. Năm 2007, đoàn vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng huân chương lao động hạng ba. Năm 2014, vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng huân chương lao động hạng nhì. Được Nhà nước phong tặng 4 nghệ sĩ nhân dân, đó là nghệ sĩ nhân dân Hoàng Anh, nghệ sĩ nhân dân Phi Nga, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và cố nghệ sĩ nhân dân Đan Toàn. 10 nghệ sĩ ưu tú, đó là nghệ sĩ ưu tú Kim Luyện, nghệ sĩ ưu tú Thanh Tùng, Thu Huyền, Đỗ Hoàn, Lê Hải, Xuân Trường, Đào Hải, Minh Tuấn, Kim Nguyễn và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Thơ. Được Ủy ban nhân dân thành phố phong tặng 26 nghệ sĩ xuất sắc thành phố. Kính thưa các quý vị, có được những thành quả trong suốt hơn nửa thế kỷ qua của đoàn cải lương Hải Phòng phải kể đến sự đóng góp của các thế hệ lãnh đạo,
nghệ sĩ diễn viên qua các thời kỳ và lãnh đạo của nghệ sĩ diễn viên hôm nay đã có rất nhiều những công việc sáng tạo nghệ thuật, tạo ra những thành quả thiết thực, đóng góp thành công những vở diễn, những vai diễn tạo thành những tranh đẹp, đó là niềm tự hào và được những nét riêng của sân khấu Hải Phòng trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, các cấp, các ngành, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cùng nghệ thuật biểu diễn, sự đóng góp của các đồng chí lãnh đạo sở, lãnh đạo đoàn qua các thời kỳ, sự công tác giúp đỡ của các tác giả, đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ, biên đạo múa, các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình trung ương, địa phương, các cộng tác viên, sự phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ nghệ sĩ diễn viên. Cảm ơn sự động viên cổ vũ của quý khán giả, các nhà tài trợ, các cơ quan ban ngành đã tạo điều kiện giúp đỡ đoàn đến Hải Phòng bằng cả vật chất và tinh thần, góp phần tạo đà tiếp sức để các thế hệ nghệ sĩ như của đoàn có điều kiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình trong suốt những chục năm qua. Kính thưa quý vị, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ nguồn trồng cây, chúng tôi những thế hệ nghệ sĩ hiện đang tiếp tục sự nghiệp sân khấu của đoàn, nguyện đoàn kết gắn bó phát huy truyền thống của các bậc tiền bối, người có công lao đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, kiện để từ đó không ngừng phấn đấu củng cố từng bước xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng của những nghệ thuật, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của đất nước và thành phố, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, thực hiện tốt chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn bài diễn văn khai mạc của Vũ Giật Huy, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng đoàn và người đương Hải Phòng. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, 60 năm xây dựng và phát triển để có được những thành tích như ngày hôm nay, đó là một quá trình lao động miệt mài, yêu ngành, tâm huyết với nghề của các thế hệ nghệ sĩ diễn viên trong đoàn. Về dự chương trình hôm nay, ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện nghệ sĩ nhân dân Thi Nga, là một trong những nghệ sĩ của thế hệ diễn viên đã thành công qua nhiều vai diễn, đóng góp thành tích và truyền thống rất đối tự hào của đoàn. Tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời nghệ sĩ nhân dân Thi Nga đại diện các bậc tiền bối của đoàn lên phát biểu cảm tưởng. Cùng thế hệ trẻ của đoàn đại hương Hải Phòng. Thưa các vị và các bạn, cứ đến ngày này hàng năm, tôi lại bồi hồi xúc động trở về đây để được thắp một nén nhang dâng lên tổ nghiệp ngành sân khấu. Đặc biệt năm nay là tròn 60 năm đoàn đại hương Hải Phòng hình thành và phát triển. 60 năm qua là một quãng đường dài, 60 năm với biết bao kỷ niệm với các thế hệ nghệ sĩ diễn viên của đoàn. Và tôi hôm nay được trở về đây cùng với các anh, các chị và các bạn ôn lại những kỷ niệm. Chúng ta đã cùng nhau gắn bó trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Tôi nhớ lại bao hồi ức, đoàn cảnh lương Hải Phòng đã để lại dấu ấn vẻ vang trong lòng các đồng chí lãnh đạo và nhân dân cả nước, làm niềm tự hào của thành phố và văn hóa nghệ thuật của Hải Phòng. Đoàn được xếp vào hạng một trong mấy anh cả đỏ của sân khấu cảnh lương phía Bắc, với những vở diễn nổi tiếng như Kêu Cứu, Tiền và Nghĩa, Hoàng tử Quê Liêm và Nàng Si Ca, Quả Thần và Con Đường Đá, Thời Cô Liệu, Hòn Đất, Tôi Rằm Sữa Mẹ, Tô Ánh Nguyệt, Lôi Vũ, và gần 100 vở diễn lớn nhỏ khác trong các đợt hội diễn, cuộc thi liên hoan sân khấu cảnh lương toàn quốc. Nhiều huy chương vàng bạc đã trao cho vở diễn, đạo diễn, diễn viên. Nhiều vở diễn của đoàn đã được chọn để phục vụ các nhiệm vụ chính trị của trung ương và thành phố. Đoàn cảnh lương Hải Phòng đã trải qua bao khó khăn trong thời chiến tranh bao vất. Nhưng mỗi cán bộ, công nhân viên, nghệ sĩ của đoàn đã không ngừng học tập, rèn luyện trong chuyên môn và đã trưởng thành. Sân khấu là ánh đèn không thể thiếu với mỗi nghệ sĩ. Chúng tôi coi sân khấu là thánh đường, nơi ấy mọi người đã thả sức làm việc, sáng tạo, những giọt mồ hôi và nước mắt, niềm vui và nỗi buồn. Chúng tôi thật sự thăng hoa và tỏa sáng với các vai diễn trong vở thành công của bạn. Hôm nay tôi trở lại đây để được kỷ niệm.
được gặp quý vị và đồng nghiệp, tôi có đôi lời chia sẻ với thế hệ sinh viên trẻ. Thưa các bạn, thành phố chúng ta đang phát triển từng ngày. Ngay cửa đã rộng mở, các bạn đang lựa chọn ánh đèn lung linh của sân khấu để tỏa sáng. Vậy tôi xin phép thay mặt thế hệ đi trước, chúc lãnh đạo và các nghệ sĩ trẻ của đoàn hãy say mê lao động sáng tạo, ghi thêm nhiều dấu ấn vẻ vang để tiếp nối truyền thống vinh quang của đoàn cải lương Hải Phòng. Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các anh chị và đồng nghiệp dồi dào sức khỏe, thành công trong nghệ thuật và cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn bài phát biểu cảm nhận của nghệ sĩ nhân dân Thi Nga. Kính thưa các đồng chí, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được trân trọng giới thiệu diễn viên Hoàng Văn Dương thay mặt cho lớp diễn viên thế hệ trẻ, lớp kết thúc sự nghiệp của đoàn lên phát biểu cảm nhận. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý đã dành sự nhiệt tình có mặt tại buổi lễ trang trọng ngày hôm nay. Kính thưa các ông, các bà, các bác, các cô chú nghệ sĩ đã và đang cống hiến cho đoàn cải lương Hải Phòng. Đặc biệt, cháu xin có được sự tưởng kiến của các nghệ sĩ đã qua cố. Thay mặt cho lớp diễn viên trẻ kế tục sự nghiệp của đoàn, cháu xin được phát biểu cảm tưởng của mình. Khi còn là một học sinh, diễn viên trẻ, tập cánh đôi chân vào nghề, chúng cháu đã được sống và làm việc dưới lịch sử truyền thống vẻ vang của đoàn. Vinh dự vô cùng nhưng cũng rất nỗi lo âu. Vinh dự vì được là hậu duệ của những nghệ sĩ tài năng, được kế thừa một nền tảng vững chắc và tâm huyết. Lo âu là mình sẽ làm gì đây để xứng đáng được gìn giữ và tiếp tục phát huy lịch sử đó. Càng khó khăn hơn khi lúc này sân khấu đang đứng trước cuộc cạnh tranh quyết liệt với các loại hình giải trí đa dạng khác, thu hút được sự quan tâm của số đông khán giả. Đôi lúc chúng cháu đã nao núng, đã mất bình tĩnh, nhưng nhờ có sự liên tục động viên của các bác, các cô chú, được chứng kiến sự lao động không mệt mỏi của ban lãnh đạo đoàn và toàn đoàn, chúng cháu lại có thêm động lực, quyết tâm, sự tự tin, kiêu ngạo hơn và muốn cống hiến một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp phát triển của đoàn. Năm 2017, được sự tin tưởng của ban lãnh đạo đoàn, cháu vinh dự được tham gia cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với vai diễn Trần Quốc Toản trong trích đoạn Trần Quốc Toản ra quân đạo diễn Phạm Huy Thục. Đã đạt được huy chương bạc cho vai diễn. Đây là chủ trương của ban lãnh đạo đoàn toàn cải lương Hải Phòng trong công tác đào tạo diễn viên trẻ. Đối với bản thân một diễn viên trẻ như cháu đây là niềm vinh dự vô cùng lớn lao và hơn hết được là một phần của truyền thống 60 năm tâm huyết của các lớp nghệ sĩ tài năng. Chúng cháu sẽ thường xuyên luyện tập, cố gắng học hỏi, trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn để thể hiện tốt nhất những vai diễn của mình được đảm trách và hoàn thành tốt các phần việc được giao. Hôm nay, trước mặt những nghệ sĩ gạo cội, trước vong linh của các nghệ sĩ đã mất, chúng cháu xin hứa sẽ tiếp tục cống hiến, tiếp tục phát huy, tiếp tục gìn giữ một cách xứng đáng tài sản mà các bậc ông cha đã để lại và góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp giữ gìn và phát huy nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Trong sự nghiệp của đoàn kế thừa và phát triển, đó là nhiệm vụ mà chúng cháu, lớp thế hệ trẻ kế cận sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cháu xin phép được dừng lời, xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp ban ngành vào ngày 12/8/2019, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định truy tặng và phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và nghệ sĩ ưu tú ngày 29/8/2019 tại thủ đô Hà Nội đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú lần thứ 9/2019. Trong dịp này, Đoàn Cải lương Hải Phòng có cố nghệ sĩ ưu tú Lan Đoàn được truy tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và nghệ sĩ Kim Tuyến được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu phát biểu cảm tưởng của nghệ sĩ xuất sắc thanh tú khi được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cho chồng là cố nghệ sĩ nhân dân Lan Đoàn. Xin trân trọng kính mời. Và thể thao thành phố Hải Phòng. Kính thưa các cụ, các nghệ sĩ lão thành, các quý vị đại biểu cùng các anh chị em
kỷ niệm ngày sân khấu Việt Nam và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đoàn Cải lương Hải Phòng. Tôi vô cùng vinh dự và xúc động được đứng trên sân khấu nhà hát Phương Đông, xin được chia sẻ và bày tỏ tình cảm của mình cũng như thay mặt cho chồng tôi, cố nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Đăng Toàn gửi tới quý vị đại biểu, các nghệ sĩ lão thành và anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp. Với những cống hiến cho nền nghệ thuật sân khấu cải lương nói chung và cải lương Hải Phòng nói riêng, chồng tôi đã được vinh dự nhà nước truy tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Trong giây phút xúc động hôm nay, tôi xin được gửi lời đặc biệt cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo thành phố, ông Lê Văn Quý, giám đốc sở cùng các đồng chí trong ban giám đốc, cảm ơn các ban ngành đoàn thể, các anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp. Chân thành cảm ơn các nghệ sĩ tiền bối, các cụ, các bác, các anh, các chị đã quan tâm dạy bảo, dìu dắt, truyền nghề cho chồng tôi và sự hỗ trợ giúp đỡ của bản thân tôi để có được danh hiệu cao quý như ngày hôm nay. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Quang Long, Phó trưởng phòng tổ chức pháp chế, thường trực thi đua khen thưởng Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, nên công bố các quyết định khen thưởng cho tập thể và các cá nhân của đoàn. Xin trân trọng. Kính thưa các đồng chí ạ, kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể nghị, thực hiện sự phân công của ban tổ chức, tôi xin công bố các quyết định khen thưởng. Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thi đua khen thưởng và Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng quyết định. Điều 1. Tặng bằng khen cho tập thể Đoàn Cải lương Hải Phòng, các cá nhân và Vũ Thị Tuấn, nghệ sĩ nhân dân, diễn viên, ông Phạm Văn Tuấn, nghệ sĩ ưu tú, diễn viên, bà Vũ Thị Tuyến, diễn viên, bà Đỗ Thị Kim Anh, diễn viên đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển đơn vị nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập 1959-2019. Điều 2. Tiền thưởng theo quy định tại nghị định số 91 của Chính phủ. Điều 3. Tránh văn phòng bộ, vụ trưởng vụ thi đua khen thưởng, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng, trưởng đoàn Đoàn Cải lương Hải Phòng và các cá nhân có liên quan tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, ký thay bộ trưởng, thứ trưởng Lê Khánh Hải ký. Quy định số 2 của Ủy ban nhân dân thành phố. Căn cứ quy định số 20 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng tại thành phố Hải Phòng, xét đề nghị của giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và trưởng ban thi đua khen thưởng, quyết định điều 1 tặng bức chứng của Ủy ban nhân dân thành phố cho Đoàn Cải lương Hải Phòng với nội dung 60 năm xây dựng và phát triển nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập 1959-2019. Điều 2 tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban thành phố cho 3 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn Cải lương Hải Phòng 1959-2019, gồm 1. Ông Hoàng Văn Thọ, Phó trưởng đoàn phụ trách. 2. Ông Vũ Gia Bình, Phó trưởng đoàn. 3. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó tổ trưởng tổ diễn viên. Điều 3. Tiền thưởng theo quy định tại nghị định số 91 của Chính phủ. Điều 4. Tránh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc các sở ngành tài chính, văn hóa và thể thao có mặt đến Hải Phòng, trưởng ban thi đua khen thưởng tập thể và các cá nhân có liên tại điều 1, điều 2 căn cứ quy định thi hành quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng đã ký. Kính thưa toàn thể nghị, căn cứ các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Đoàn Cải lương Hải Phòng ngày 23/8/2019, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định số 500 về việc tặng giấy khen cho 9 cá nhân thuộc Đoàn Cải lương Hải Phòng nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, có danh sách kèm theo. Sau đây là phần trao bức chứng bằng khen và giấy khen. Trân trọng kính mời ông Hoàng Văn Thọ, Phó trưởng đoàn phụ trách, ông Vũ Thị Thùy, Phó trưởng đoàn lên vị trí xây dựng kỷ niệm bức chứng của Ủy ban nhân dân thành phố. Kính mời ông Lê Văn Quý, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Ủy ban Sở Văn hóa Thể thao, lên trang trưởng đoàn thành phố tham quan lễ khai mạc. Trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo Đoàn Cải lương Hải Phòng, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Phạm Văn Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Kim Tuyến, nghệ sĩ Đỗ Thị Kim Anh. Kính mời đồng chí Lê Văn Quý, Ủy viên Thành ủy, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao.
Ban Nhân dân thành phố. Trân trọng kính mời các cá nhân có tên sau lên vị trí lãnh đạo để nhận bằng khen của Chủ tịch Ban Nhân dân thành phố. Một, ông Hoàng Văn Thọ, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn Cả nước Hải Phòng. Hai, ông Vũ Gia Thùy, Phó Trưởng đoàn Đoàn Cả nước Hải Phòng. Ba, ông Nguyễn Trường Dũng, đội phó tổ chức viên Đoàn Cả nước Hải Phòng. Kính mời đồng chí nhân quý ủy viên thành ủy Phan Quốc Giàu trao bằng khen của Chủ tịch Ban Nhân dân thành phố. Kính mời các cá nhân có tên sau đây vị trí dự để nhận giấy khen của giám đốc sở. Một, ông Hoàng Văn Việt, đội trưởng đội diễn viên. Hai, nghệ sĩ Lê Thị Ngà, diễn viên. Ba, nghệ sĩ Lương Tố Hoài, diễn viên. Bốn, nghệ sĩ Đỗ Phương, diễn viên. Năm, bà Phạm Thị Linh, viên chức. Sáu, ông Ngô Văn Quý, viên chức. Bảy, ông Bùi Đức Lượng, viên chức. Tám, bà Nguyễn Ngọc Linh, diễn viên. Chín, bà Nguyễn Thị Hiền, diễn viên. Kính mời đồng chí đơn vị ủy viên đại diện tổng sở để trao bằng khen của sát sao tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất của Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng để đoàn phát huy tốt những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt từng nhiệm vụ được giao. Sau đây, thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Văn Quý, ủy viên thành ủy, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Lê Đình Ngọc, nguyên giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, và kính thưa toàn thể các bạn, các cô, các chú, các anh chị, các đồng chí và lãnh đạo đoàn cải lương Hải Phòng qua các thế hệ, thưa toàn thể các anh chị em diễn viên, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và các nhạc sĩ, nhạc công, cán bộ, viên chức của đoàn cải lương Hải Phòng và thưa toàn thể các quý vị đại biểu có mặt trong khán phòng hôm nay. Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt. Trong không khí mà cả nước chúng ta đang tổ chức rất nhiều hoạt động để kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và thành phố. Đặc biệt, thành phố chúng ta vừa cùng với cả nước kỷ niệm 50 năm và thực hiện lời di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Và trong không khí hết sức đặc biệt và trang trọng đó, thì hôm nay đoàn cải lương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày sân khấu Việt Nam ngày 12 tháng 8 âm lịch và cũng là ngày kỷ niệm 60 năm thành lập đoàn cải lương Hải Phòng. Vì vậy buổi lễ hôm nay có một ý nghĩa và có một nội dung hết sức sâu sắc. Ngày mà các nghệ sĩ của đoàn cải lương cùng với các nghệ sĩ sân khấu nhớ về tổ nghiệp, rồi nhìn lại những chặng đường đã đi qua 60 năm, thì chúng ta vừa được nghe đồng chí phó trưởng đoàn đọc diễn văn kỷ niệm, có thể thấy rằng trong 60 năm qua, đoàn cải lương Hải Phòng với biết bao thế hệ những người anh, người chị và những thế hệ đầu đời của
ngành cùng với lại những thế hệ hiện nay đã làm được rất nhiều kỳ tích. Và có thể khẳng định rằng những kỳ tích đó là hết sức đáng ghi nhận. Và thưa toàn thể đồng chí, trong 60 năm qua, các anh chị em đã liệt kê với một đội ngũ những người làm nghệ sĩ sân khấu cải lương của chúng ta, của đoàn cải lương Hải Phòng tới 200 người. Thế và chúng ta cũng đã giết phục vụ các miền, phục vụ nhiệm vụ chính trị tới các miền xa xôi của Tổ quốc, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, tới 136 quốc buổi diễn. Và có thể nói là những thành tích của chúng ta đã được cả nhà nước, thành phố và ghi nhận. Trong 60 năm qua thì chúng ta đã có tới 5 huy chương vàng của các cái hội diễn và 4 huy chương vàng cho các cái vở diễn rất nổi tiếng mà các anh chị cũng đã được biết. Những vở diễn của đoàn cải lương Hải Phòng có thể nói là nhiều vở đã đi vào trong cái lịch sử nghệ thuật sân khấu thành phố, và rất nhiều người đã được xem những cái vở này thì đều rất là nhớ. Và với những vở mà chúng ta thấy như Biến Bờ, rồi những cái vở mà ở đây có nhiều đạo diễn, nhiều đồng chí đã từng là đạo diễn, nhiều đồng chí là biên kịch nữa, là các thế hệ lãnh đạo của đoàn đều rất nhớ. Ví dụ như vở Đỏ Đen Mặt Người, thế rồi vở Hòn Đất cũng là những cái vở mà đã đem lại những tiếng vang cho các kỳ hội diễn. Thế và thưa toàn thể đồng chí là tôi rất là nhớ khi mà còn làm lãnh đạo ở huyện Kiến Thụy thì phục vụ nhiệm vụ chính trị, đoàn cải lương Hải Phòng đã có những vở diễn mà hết sức có ý nghĩa phục vụ đại hội đảng của năm 2015. Thế và chúng ta đã tham gia trong 60 năm điểm lại thì đoàn cải lương chúng ta đã tham gia tới 12 kỳ liên hoan toàn quốc, và trong các kỳ liên hoan hội diễn sân khấu ở các tỉnh phía Bắc thì chúng ta tham gia 6 lần, 12 lần toàn quốc, 6 lần ở các tỉnh phía Bắc. Mỗi lần của chúng ta đều có những ấn tượng hết sức sâu sắc trong lòng của ban giám khảo, của khán giả và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thì chúng ta đạt được những kết quả đó là hết sức ấn tượng và hết sức đáng quý. Thay mặt cho Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, tôi xin chúc mừng nhiệt liệt và ghi nhận đánh giá cao những kết quả đó của các nghệ sĩ diễn viên của đoàn cải lương thành phố chúng ta. Thì với cái tinh thần đó, trong buổi lễ long trọng hôm nay, một lần nữa cho phép tôi được chúc sức khỏe các thế hệ cán bộ lãnh đạo của đoàn nghệ thuật cải lương thành phố. Xin được chúc các thế hệ nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, các diễn viên, các đạo diễn, các biên kịch và tất cả những người lao động của đoàn nghệ thuật cải lương dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tiếp tục có những cống hiến cho nghệ thuật của thành phố và đất nước. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn những chỉ đạo của ông Lê Văn Quý, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng. Thay mặt ban lãnh đạo và các nghệ sĩ diễn viên của đoàn, xin được tiếp thu và xin hứa chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu đoàn kết một lòng để phục vụ với sự tin tưởng vào của đồng chí giám đốc cùng ban giám đốc sở, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của sân khấu Hải Phòng và của đoàn cải lương thành phố Hải Phòng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí, tháng 9 năm 2019, nghệ sĩ xuất sắc thành phố Tô Hoài được nghỉ chế độ theo quy định của nhà nước. Sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Văn Thọ, phó trưởng đoàn phụ trách, và ông Vũ Gia Thủy, chủ tịch công đoàn lên trao quà để cảm ơn đóng góp của nghệ sĩ Tô Hoài trong thời gian công tác tại đoàn, và chúc nghệ sĩ luôn luôn mạnh khỏe, luôn gắn bó quan tâm tới sự phát triển của đoàn. Sau đây xin được kính mời nghệ sĩ xuất sắc Tô Hoài. Kính thưa các quý vị, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và đoàn cải lương Hải Phòng nói riêng, kính lạ các họ đã trở thành nét đẹp truyền thống của đoàn vào các dịp kỷ niệm ngày sân khấu Việt Nam hàng năm. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời các bác trong tổ hưu đã đến tuổi mừng thọ lên sân khấu để nhận những phần quà mừng thọ của đoàn.
Sau đây xin chào kính mời. Một, bà Bạc Ngọc Phùng, sinh năm 1934. Hai, ông Trịnh Văn Thanh, sinh năm 1934. Ba, nghệ sĩ nhân dân Phi Nga, sinh năm 1944. Bốn, bà Ngọc Bích, sinh năm 1944. Sau đây trân trọng kính mời các bà lên về vị trí trang trọng trước đầu. Xin trân trọng kính chào và kính mời ông Hoàng Văn Thọ, phó trưởng đoàn phụ trách đấu thú giật vị phó trưởng đoàn lên chào. Kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý và các đồng chí cộng tác viên, các cô, các bác, các anh, các chị và các bạn đại biểu cùng lên sân khấu để làm lễ dâng hương.